Không, cho một em đấu ai tốt nghiệp đó. Chị hỏi chị chơi làm con thằng không tranh nữa. Kêu các chỗ mắt chị, kêu bị lỗm một lỗ có bị sẹo không, rồi kêu ủa chị cắt ra cắt cái không, nhân viên chị cắt, kêu chờ chị lâu cái làm luôn. Chị mua gì chị em chị không biết, gọi điện nó để chị có biết đâu. Bông không, hôm qua có chị lỡ đúng không, hai lẻ ba ai cắt em cắt trên mắt đúng không, một cục một cục thôi. Chị kêu là đợt trước đó là chị cắt rồi, xong một số cục mô là em cắt mà em cắt sau không, em có một cục một xí mỗi mắt thôi, một cục à, bà kêu rắn có cái lỗ. Em mà em kêu là 4 tiếng sau rửa mặt. Dạ. Ừ, quá cắt thịt mà ra 4 tiếng sau rửa mặt. Một con mắt của chị hỏi là sao mày lấy cái gương chị soi, chị kêu là ngồi bên cạnh chị đó, cái sao kêu cái hỏi nhiều quá, cái em kêu là thôi chứ chị còn cái chi tư vấn không kỹ này, thôi để em nói chị loan tư vấn thì mấy chị hãy cái không cần đâu em. Do chị hỏi chị lấy gương chị soi nhiều quá. Chắc mà chị nói chụp hình gửi qua cái chụp hình thấy bình thường lắm. Chắc bà sợ sợ chắc bà sợ đó, bà không yên tâm, bà sợ đó. Chị kêu là xíu qua coi. Bởi cái kiểu họ cảm giác á. Đâu rồi kêu như cái chị em kêu đợi chị luôn hả chị kêu là không, cứ thôi đem làm cho ý kêu đi lần trước nó cắt rồi thôi còn xấu không anh cắt giùm chị nghe, kêu dạ em làm xong rồi cái chị kêu cho chị một cái gương cái chị soi anh chắc chị dừng đầu tiên á, cái chị hỏi nhiều quá cái gì kêu thôi chị có cần tư vấn thêm dòng để em nói chị lo hãy cái thôi không cần đâu em, cho bao nước muối em. Dạ cả rồi bé ơi. Có chắc có là mặt thôi, tim biết không? Có rửa mặt không? Coi có rửa không? Rửa thau xí rồi xong. Nóng kinh, cho chị xin xíu quạt này.
2-3 phút rồi đang xong. Thank you.